lúc bây giờ đây đầu tiên chúng tất cả thầy chỉ chịu bài tán thầy là thái hoàng của đền trần đồng bào người tăng học giờ đây những người khác đều đặt chân đến lễ tăng học này lên trên chúc sức khỏe và lời chào thành kính mọi người. Rồi chúng tôi các chính viên sở tài kính thưa các đại diện kính thưa các khách đang có mặt trong buổi lễ tăng hôm nay bởi xét sự tốt đầu xin chỉ tổ quy sinh ly tổ vi với đây người như mấy hợp gọi ta tiếp từ sinh nhân hòa lưu hồi bởi có sanh thì phải có tử mà đường sinh tử ai cũng phải đi qua với ngày hôm nay đại mãn hoàng của đức chủ xa lệ tập thể về chân đức phật gọi làm con chư đức phật và đây sự chấp thuận của linh nhân chủ bài tán từ đức phật hoàng thành đồng hòa nữa nên chúng ta đây đấy chính là sáng thành tánh thành ý chư bồ cùng gia đình tam thiên và bên trên quyết định là bồ tát thái hoàng để thành công phu để những điều thí chủ về nơi an nghỉ cuối cùng ngoài chúng ta đã biểu diễn cái gì sơ thoát thì chúng ta quyết định tam thiên quy khách nhận định tha thứ bỏ lời qua cho ngoài với cái chân lệ bên trên cho bạn hết được hôm nay đặng ngài kiến dực lương thầy triệu khu gia nhập tới để gọi chúng an tàn dục tóc lập giá chúng diệt địa thảm quan thò linh cùng tàn an lưu mạch dưới trường mai tạng từ đất hương hoàng chờ đồng hòa xin chào chính quyền địa phương và quý hoàng khách Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả chư giáo pháp thuần thành, thiên địa âm dương vị kiến thành, sanh tử tử sanh đồng nhất lý. Đó là võ tướng đồng quan khởi kim tướng phá hoàng. Nam mô Đại Đạo Án Thì cái đốt sư lại thì tôi nghe. Bắt con xuống cái điều gì thì đây. Bởi đầy nhà ngươi là ai? Cứ ngủ nơi nào hãy xin anh tấn cho con xin ta đây được rõ. Ta thì bị Lan Sơn nuôi mù, đã về đã một nuôi thân. Ta thì làm việc nghĩa dân, ta đây chính là thượng tướng. Bởi đầy kiếm sự, xin anh ta đã hãy còn dương nghi. Cứ biết là việc lành hãy việc dữ, để ta bỏ sổ xin tự ra xem. Quả thật, chẳng sai, chẳng sai. Tại thế chung có đứa chủ, dương bốn có tác tự và thể hạt quy tiên. Có một thế chủ được biết thầy tình nguyện đưa về Tây Phương Phật. Thật sát và tại gia chung lai có lời yêu nữ đang cạnh đất thật nghiêm rằng. Giữa nó đã chịu kiên nướng về đây, tập trung truyền đề khảo quan. Vì tôi yêu nữ hò lên cầu tán an phần mộ tư hôn nhà. Lại công sư đã chi phán, ta như lệnh thừa sai, lúc di thần quy gia lai, để ta xem mùi linh thủ cho công sư trầm xa. Nói chuyện kịp thời các quyền trong lòng của người chẳng gian ở tiền tướng ở đây trái hoàng. Nói rằng này trở thành pháp hối quốc đại. Cô hẹn thì gió lại chiếc đài. Mà không thể nào, không thể nào nhớ tình nhớ nữa. Quý vị và tất cả bên trên học trang đồng hoa mặt bên trên đồng hoa của tất cả mọi Thank you.
我去那牛板开了，那个老板不乐意。Thank you.
nó bắt 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 đầu bắt chữ cho dân lại lên. Nãy giờ quân tiền lưỡi thằng tao lưỡi lắm ha. Né ra thằng che tại giờ. Mày. Để cái gì để lại không? Mày. Để cái gì để lại không? Úi giời ơi. Úi giời ơi. Mày ơi. Mày mất dạy. Mày mất dạy. Mày Thank you.
Úi giời ơi. Chết không những con. 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 Chết không những con.